Mới đây, Công an huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Bồng vừa ra quyết định khởi tố bị can và ban hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Hồ Văn Thương, 84 tuổi, ở xã Sơn Trà, huyện Trà Bồng, để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo cơ quan công an, vào ngày 9 tháng 4, lợi dụng bố mẹ em HTK ở xã Sơn Trà đi làm, ông Hồ Văn Thương đã qua nhà ca thực hiện hành vi cưỡng bức em mặc cho em ca sinh năm 2008, thời điểm này chưa đủ 16 tuổi, vùng vẫy, kháng cự, nhưng ông Thương vẫn thực hiện hành vi hiếp dâm. Khi ông Thương đang thực hiện hành vi bị ổi thì cha em ca đi làm dẫy về, phát hiện sự việc nên đã giải cứu em và trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã lập tức đến hiện trường điều tra, mời ông Thương đến trụ sở để làm rõ hành vi. Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an biết được gia đình em ca thuộc diện hộ nghèo, còn ca là người khuyết tật, không biết nói, không đi đứng được. Thấu hiểu sự khó khăn của gia đình, công an huyện Trà Bồng đã vận động cán bộ chiến sĩ trong đơn vị hỗ trợ gia đình em ca hơn 4 triệu đồng. Mới đây, lãnh đạo công an thành phố Hải Phòng cho biết đơn vị vừa tổ chức hội nghị tổng kết chuyên án CNC4 triệt xóa ổ nhóm đối tượng người Trung Quốc hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao tại khu đô thị Our City thành phố Hải Phòng. Khu đô thị Our City nơi diễn ra chiến dịch thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phong Việt Nam, doanh nghiệp 100% vốn Hồng Kông. Qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an đã phát hiện 13 tài khoản Internet do công ty Hiệp Phong đứng tên và 12 người nước ngoài làm nhân viên của công ty đang tạm trú tại đây. Sau thời gian dài theo dõi, cơ quan công an xác định nơi đây có hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến quy mô lớn và quyết định khởi động chuyên án CNC4 để đối phó với tình hình này. Đúng 14 giờ 5 phút ngày 27 tháng 7 năm 2019, các lực lượng chức năng đã đồng loạt tấn công vào khu đô thị Al City. Chiến dịch được thực hiện bí mật và nhanh chóng, với các tổ công tác triển khai đồng loạt, khống chế các đối tượng và kiểm soát hiện trường, không cho phép các đối tượng tiêu hủy chứng cứ. Kết quả kiểm tra cho thấy quy mô của vụ việc rất lớn với gần 395 đối tượng người Trung Quốc và 3 công dân Malaysia đang điều hành hàng trăm website đánh bạc trực tuyến số tiền tham gia đặt cược lên tới khoảng 4,3 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 12.600 tỷ đồng. Cơ quan công an đã thu giữ 301 máy tính sách tay, 257 ổ cứng, 2.593 điện thoại di động cùng nhiều thẻ ngân hàng và tài liệu liên quan. Các đối tượng thừa nhận được thuê sang Việt Nam để quản lý và điều hành các trang web đánh bạc trực tuyến nhằm tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng Trung Quốc. Ngày 1 tháng 8 năm 2019, Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Đối ngoại và Công an tỉnh Lạng Sơn đã bàn giao 395 đối tượng cùng 57 thùng tăng vật và tài liệu tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị Lạng Sơn cho Bộ Công an Trung Quốc để tiếp tục điều tra và xử lý. Trung Quốc đã thông báo rằng họ đã chuyển hồ sơ của 267 đối tượng cho Viện Kiểm sát để khởi tố và truy tố. Chuyên án CNC4 không chỉ được đánh giá cao về hiệu quả nghiệp vụ, mà còn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chính trị, pháp luật và ngoại giao. Đây là một chiến công lớn trong việc đấu tranh với tội phạm công nghệ cao và đồng thời như một hình mẫu cho sự chủ động và sáng tạo của lực lượng an ninh trong việc đối phó với các loại tội phạm phi truyền thống. Dự kiến vào cuối tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đưa vụ án phân xác á khôi nhét vào thùng xốp ra xét xử, Kẻ gây án là Tạ Duy Khanh, sinh năm 1985, bị truy tố về tội giết người và cướp tài sản. Theo tài liệu tố tụng, anh Khanh quen biết HIN, á khôi một cuộc thi hoa khôi áo dài từ đầu năm 2023. Thời gian quen nhau, Khanh cho N vay 50 triệu đồng nhưng cô gái chưa trả hết nợ. Ngày 10 tháng 10 năm 2023, Khanh hẹn cô gái đến căn hộ ở Vinhome Ocean Park, huyện Gia Lâm. Tại đây, họ xảy ra mâu thuẫn nên bị can dùng hung khí sát hại chị N sau đó hung thủ phân thi thể ra nhiều phần cho vào thùng xốp đã chuẩn bị từ trước và dán kín sau khi gọi taxi đến khanh nhờ tài xế lên phòng bê thùng xốp đựng các phần thi thể xuống xe khi tài xế thắc mắc khanh nói bên trong chỉ là đồ lặt vặt đến khu vực gần miếu bản ven sông hồng khanh nhờ tài xế bê giúp thùng xốp đến đặt tại bậc lên xuống sông hồng sau khi taxi rời đi khanh phi tăng một phần thi thể xuống sông trôn phần khác ven mép sông Chiều ngày 12 tháng 10, sợ phần thi thể chị N bị phát hiện, Khanh đi mua xi măng rồi trở lại khu miếu bản để che giấu tội ác. Tuy nhiên, nơi đây đông người nên anh ta về nhà. Dạng sáng ngày hôm sau, Khanh đi một mình đến bờ sông, phủ xi măng lên nạn nhân. Đến chiều ngày 13 tháng 10 năm 2023, biết cơ quan công an đã phát hiện thi thể chị N. Khanh ra bến xe bỏ trốn về Thái Bình. Khoảng 23 giờ ngày 14 tháng 10, cảnh sát phát hiện bắt giữ tạo Duy Khanh sau hơn 34 giờ xảy ra án mạng rúng động dư luận. Trong vụ án, cơ quan tố tụng đánh giá bị can Tạ Duy Khanh phạm tội với nhiều tình tiết định khung như thực hiện tội phạm một cách màn dợ, có tính chất côn đồ, ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Còn đối với lái xe taxi được Khanh nhờ cùng bê thùng xốp đựng thi thể chị N, tài liệu điều tra cho thấy người này không biết Khanh mang thùng xốp xuống sông Hồng để phi tang thi thể nạn nhân. Do vậy, cơ quan điều tra không xem xét xử lý đối với lái xe taxi. Mới đây, Công an thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 6 đối tượng liên quan đến việc phát tán thông tin sai sự thật và chia sẻ clip khiêu dâm về một nữ công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. Các bị can đều sinh năm 1995 và cư trú tại thành phố Thái Nguyên. Trong số 6 bị can, có 4 người hiện đang bị tạm giam, trong khi hai người khác đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Vụ việc bắt đầu vào cuối tháng 7 năm 2024 khi thông tin sai lệch về một nữ công nhân tên CTC tại công ty Samsung bị nghi lây HIV cho nhiều người bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội. Ngày 25 tháng 7 năm 2024, Nguyễn Hồng Quy, một nhân viên của công ty Samsung đã phát hiện hai video clip khiêu dâm và thông tin sai lệch về nữ công nhân trên các nhóm Facebook và Zalo. Quy đã sử dụng tài khoản nội bộ của công ty để thu thập thông tin cá nhân và hình ảnh của CTG, sau đó chia sẻ lên nhóm Zalo giao án. Dù Quy đã thu hồi thông tin này chỉ sau 10 phút, nhưng nó đã nhanh chóng được phát tán trên nhiều nền tảng mạng xã hội, gây hoang mang dư luận. Công ty Samsung và bệnh viện đa khoa Yên Bình đã nhanh chóng xác nhận rằng nữ công nhân CTG không bị nhiễm HIV. Công ty Samsung đã có văn bản gửi cơ quan chức năng yêu cầu điều tra và xử lý các đối tượng phát tán thông tin sai sự thật đồng thời khẳng định nữ công nhân không phải là nhân viên của công ty. Nữ công nhân CTG cũng đã làm đơn tố cáo việc bị bôi nhọ danh dự và nhân phẩm. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phổ Yên đã tiến hành điều tra và xác định 6 bị can đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, công an thành phố Phổ Yên khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng và các nội dung khiêu dâm đồi trụy trên mạng xã hội cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật. Những ngày qua, hàng chục hộ dân tại xã Yamơ, huyện Chư tỉnh Sa Lai đang đối mặt với tình trạng cùng cực khi nguồn thu nhập chính từ việc đánh bắt cá trên lòng hồ thủy lợi Yamơ bị các đối tượng lạ mặt ngăn chặn. Người dân xã Yamơ chủ yếu đều không có dụng rẫy, sống dựa vào việc chai lưới để kiếm sống tuy nhiên trong khoảng hơn một tháng qua một nhóm người lạ mặt đã chốt chặn các lối vào lòng hồ hù dọa và yêu cầu họ rời khỏi khu vực tình trạng này đã dẫn đến việc nhiều gia đình không có thu nhập ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống hàng ngày chị nguyễn thị trang một cư dân xã yammer chia sẻ cuộc sống gia đình tôi phụ thuộc hoàn toàn vào việc đánh bắt cá trên lòng hồ gần đây chúng tôi không thể vào hồ để làm việc do bị nhóm người lạ ngăn cản Gia đình tôi không có nguồn thu nhập nào trong suốt một tháng qua và chúng tôi đang rất lo lắng cho năm học mới của các con. Ông Nguyễn Văn Danh, một người dân khác cũng bức xúc cho biết, chúng tôi đã sống chủ yếu dựa vào việc đánh bắt thủy sản bằng phương pháp thủ công. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với việc cấm các phương pháp đánh bắt tận diệt như kích điện hay nổ mìn. Tuy nhiên, việc nhóm người lạ cấm chúng tôi đánh bắt thủ công khiến cuộc sống của chúng tôi rơi vào bế tắc. Anh đặng Tấn Thiện cũng sống trong xã Yamơ cho biết, người dân được thông báo rằng có một cá nhân từ thành phố Pleiku đã thuê khu vực lòng hồ để nuôi thủy sản và thuê người ngăn cản việc đánh bắt cá của họ. Anh Thiện nói thêm, việc này không được cơ quan chức năng cho phép, nhưng chúng tôi lại bị cấm đánh bắt. Cuộc sống của những người dân trong xã Yamơ hiện bị đe dọa nghiêm trọng khi không còn cách nào kiếm sống, nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp giải quyết thỏa đáng. Ông Hoàng Bình Yên, phó trưởng ban quản lý thủy lợi Yamơ xác nhận rằng một số cá nhân đã thực hiện các hoạt động trái phép như thả vó đèn lồng bè nuôi trồng thủy sản trong lòng hồ và sử dụng kích điện các hành vi này không chỉ làm suy giảm nguồn lợi thủy sản mà còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự và môi trường sinh thái ông yên nhấn mạnh chưa có tổ chức nào cấp phép cho việc thuê lòng hồ để kinh doanh nuôi cá chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để bảo đảm việc làm ăn của người dân không bị cấm cản trái phép bên cạnh đó trung tá nguyễn đình đương đồn trưởng đồn biên phòng IMR khẳng định Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị tuần tra, giám sát tình hình và sẽ xử lý nghiêm các hành vi cấm cạn người dân đánh bắt cá hợp pháp. Chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện cho các hộ dân sử dụng các phương pháp đánh bắt thủ công, nhưng sẽ kiên quyết xử lý các hành vi gây hại đến môi trường và an ninh. Hiện nay, người dân xã mơ đang tiếp tục kêu gọi các cơ quan chức năng nhanh chóng can thiệp để đảm bảo quyền lợi mưu sinh cho mình, đồng thời yêu cầu bảo vệ môi trường và an toàn cho công trình thủy lợi.